22 tự do. Chứ còn Luân với lại quên tên nữa. Luân với Nguyên. Luân với Nguyên. Phía xa là Võ Gồm với lại Nghĩa Dương. Tự do 22. Điểm nguyên 1-0. Mấy tới? 15 tới hả? 1-0. Một điều. Hỏi cơm. 2-1. Điểm nguyên 2-3. Trường ơi. Hên đứng dậy kẹp á. Điểm nguyên 3-4. Bốn điều. Đang ngồi và đứng dậy kẹp hay á. Năm bốn. Trời rau cái gì có nghe được gì đâu trời. Năm điều. Chà, vụ này mới à, vụ 22 này mới. Năm điều. Quá hay. 6-5. Võ phát ngoài 6 điều. 6 điều. Tiếp tục là phát ngoài. 7-6. Hay quá. Thủ tốt. 8-6. Pha bốc chọi của Nghĩa Dương. 9-6. Mười sáu. Mười một sáu.
11 sâu. Bảy mười một. Ai phát được thì lên điểm rẻ thôi. Rõ thủ hay quá. Mười hai bảy, động tác gì kỳ vậy? Tám mười hai. Đó, điều cái tôi luôn. Mười ba tám. Trời ơi. 9-13. Mười mười ba. Mười mười ba. Không ba. Trời ơi. Lưới nó không bắt. Mười bốn mười. Mười một mười bốn. Nghĩa với vợ giành chiến thắng 15-11. Thôi coi có đánh nữa không?